Có một bạn hỏi anh là làm đẹp toàn dùng shop delete chứ có bao giờ được phép xóa như thế này đâu, thì anh cho thông tin về cái phần này được không ạ? Đấy là anh em chưa gặp thôi. Thì trong những cái dự án mà tôi từng thực hiện ấy, ở MoiPhone, Vinaphone hay ngân hàng ấy, thì là người ta phải áp dụng một cái gọi là chiến lược quản lý vòng đời dữ liệu. Anh em phải tìm hiểu cái từ khóa này nhá. Câu hỏi tiếp theo là delete và truncate là hai cái mục đích khác nhau, thì tại sao anh lại đem so sánh hiệu năng lượng chúng với nhau? Hai cái này thì vẫn có cái nơi nó sử dụng chung mục đích ấy, ví dụ để xóa toàn bộ dữ liệu. Thì tôi đang so sánh cái việc nếu xóa toàn bộ dữ liệu thì cái nào tốt hơn. Bạn Lê Hoài Phước hỏi anh là truncate là mất indexable, điều này thì có đúng không ạ? Điều này thì không đúng, truncate thì index còn nguyên. Câu hỏi cuối cùng là vậy thì làm thế nào để xóa ở trong undo? Dữ liệu undo thì anh em dev không phải động vào, các hệ quản trị nó tự xử lý nha anh em nhé. Thì đối với các cơ sở dữ liệu khác nhau thì cái thuật ngữ về undo có thể khác nhau, nhưng nó cùng mục tiêu. Anh em thấy sao về cái chuỗi video giải đáp tối SQL này? Nếu mà hứng thú thì anh em hãy comment cho tôi biết nhé.